đã đến lúc các thí sinh đối mặt với những thử thách đầu tiên trong phần thi khởi động. Người sẽ xuất phát đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay là bạn Ung Tiến Đạt đến từ trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, Khánh Hòa. Xin chào bạn. Xin chào chị Diệp Chi, anh Ngọc Huy cùng toàn thể quý khán giả có mặt ở đây. Có một sở trường bạn đã tiết lộ trong bản đăng ký gửi về cho chương trình là nấu ăn. Dạ, em thường nấu ăn ở nhà cho gia đình ăn. Ồ thế ạ, bạn đã bắt đầu vào bếp từ năm bao nhiêu tuổi ạ? Là năm lớp 8 ạ. Bỗng nhiên một ngày phát hiện ra là mình có niềm đam mê nấu nướng hay là hoàn cảnh xô đẩy ạ? Dạ, do hoàn cảnh xô đẩy thôi chị. Hoàn cảnh xô đẩy ạ? Bữa đó là nhà đi vắng hết nên em phải tự ở nhà nấu ăn. Món ăn sở trường của bạn là gì? Dạ, trứng chiên. Tức là ngoài Bắc là gọi là trứng rán ấy ạ? Dạ vâng. Để làm được món trứng rán gọi là hoàn hảo nhất thì cần có kỹ thuật gì ạ? Dạ, em làm đại rồi chị. Chỉ làm đại thôi ạ? Và bạn Tiến Đạt đã thể hiện mình là một người đàn ông của gia đình đấy ạ, với sở trường là nấu nướng. Kỷ niệm đáng nhớ là một lần đi lạc ạ. Dạ vâng, lần đó là em học lớp 5, cả nhà đi chơi ở Vinpearl. Em mãi coi Dubai thì lẹt mất gia đình. Và sau bao nhiêu lâu thì có người quay lại đón bạn ạ? Dạ, khoảng 30 phút chị. Trong 30 phút đó thì có hoảng loạn lắm không ạ? Dạ không chị. Thế bạn làm gì ạ? Dạ đứng coi tiếp. À, vâng, một chàng trai rất lạc quan. Bạn đã thể hiện rõ mình là một người lạc quan từ lúc còn rất nhỏ rồi. Bây giờ thì Tiến Đạt đã sẵn sàng để bước vào phần thi đầu tiên chưa ạ? Em sẵn sàng. Chúng ta sẽ khởi động cùng bạn Ung Tiến Đạt. Sông Kỳ Khung nằm tỉnh thành nào? Bao Que. Đó là tỉnh Lạng Sơn. Khu di tích Côn Sơn thuộc tỉnh nào? Bao Que. Đáp án là Hải Dương. Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định, đường đó gọi là cổ chuyển đạo. Động. Chính xác. Đây là bài hát nào? Đoàn ca. Đó là bài đội ca. Trần Tuấn Quỳnh, Đoàn Kiến Quốc, Mai Hoàng Mỹ Trang là những vận động viên nổi tiếng, đó là môn bóng bàn. Naphtalen, iốt, băng khô có tính chất gì chung? Thăng hoa. Chính xác. Ghế trên ngồi tót sộ sàng là câu Nguyễn Du miêu tả tư thế ngồi khi đi hỏi vợ của nhân vật nào? Nguyễn Du. Đó là Mã Giám Sinh ạ. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, loại hàng hóa nào là quan trọng nhất? Bao Que. Người nô lệ. What is this? Bao Que. Câu trả lời là rice. Quá trình hình thành carbon hydrate diễn ra dưới sự tác động của ánh sáng nào? Bao Que. Đáp án cho câu hỏi vừa rồi là ánh sáng đỏ, và bạn Tiến Đạt đã giành được 20 điểm sau phần thi khởi động. Em cảm thấy khá là tiếc vì đã bỏ qua nhiều câu hỏi. Em cảm thấy vừa sức nhưng mà do mất bình tĩnh nên em đã trả lời sai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Phạm Phương Thảo đến từ trường Trung học Phổ thông Kim Thành, Hải Dương. Xin chào Thảo. Em chào anh, chào các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Vâng, đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ cái biệt danh của bạn là Thảo Bếu. Tại sao bạn lại có biệt danh này ạ? Trông đâu đến nỗi nào? Em cũng không rõ đó. Thế ai là người đặt cho bạn cái biệt danh là Thảo Bếu ạ? Các bạn ở lớp ạ. Tôi muốn hỏi bạn Tiến Đạt xem là bạn thử nhìn sang bọn tôi ngay gần đấy xem tình hình thế nào, xem có đúng cái tên gọi là Thảo Bếu không. Dạ đúng ạ. Vâng, thế thì đúng là do mắt tôi kém thật rồi. Bạn Phương Thảo có sở trường là ngủ và chơi đàn guitar. Cái nào thì bạn có thể làm tốt hơn, ngủ hay chơi đàn guitar? Là ngủ ạ. Thế thời gian đâu mà chơi đàn guitar? Thi thoảng thôi ạ. Và trình độ guitar của bạn đến đâu rồi? Cũng không phải là giỏi lắm. Sở trường của bạn là ghi nhớ tên người khác. Vậy bạn đã kịp nhớ tên ba người cùng chơi chưa? Rồi ạ. Ung Tiến Đạt ạ. Bạn Phương Quỳnh ạ. Và bạn Tăng Hoàng Long. Chà, nhớ luôn cả họ cả tên đầy đủ luôn đúng không ạ? Ngoài nhớ tên ra thì bạn đã kịp làm quen điều gì với ba người cùng chơi rồi? Em cũng đã kịp nói chuyện ạ. Và tìm hiểu sơ qua về các bạn. Bây giờ bạn đang cảm thấy như thế nào trước khi đến với phần thi đầu tiên? Em cảm thấy khá thoải mái ạ. Khá thoải mái thôi ạ. Ở đây thì hôm nay chắc là rất nhiều cổ động viên đến từ Hải Dương. Các bạn sẽ làm cho bạn thoải mái hơn rất nhiều đấy ạ. Chúc cho bạn Phạm Phương Thảo sẽ có một phần thi khởi động thật thành công. Hãy cho biết hình hộp đứng là hình lăng trụ đứng, có đáy là hình gì? Hình tam giác. Đó là hình bình hành. Buồn rười rượi là gương mặt của ai ở đoạn đầu truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ? Mị. Chính xác. Ở bóng rổ thi đấu mỗi đội có bao nhiêu người? 10 người. Chỉ có 5 người thôi ạ.
Tại lễ trao giải Grammy năm nay, ca khúc nào giành giải ca khúc của năm? Bỏ qua. Đó là ca khúc Hello. Khoán 10 là một trong những hình thức đổi mới trong ngành kinh tế nào của nước ta cuối thế kỷ 20? Ngân hàng. Đó là nông nghiệp ạ. Hát chống quân là hình thức sinh hoạt ca hát giao duyên hay tín ngưỡng? Giao duyên. Chính xác. Tết Đoan Ngọ được tổ chức vào 5 tháng 5. Tháng 5 âm lịch ạ. Parkinson là bệnh do thoái hóa gây rối loạn hệ cơ quan nào trong cơ thể con người? Bỏ qua. Hệ thần kinh trung ương là đáp án. Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion, tính bằng điện tích của ion đó được gọi là điện gì? Hóa trị. Chính xác. Khi nhiệt độ tăng từ 0 độ C lên 4 độ C thì thể tích của khối lượng nước sẽ thay đổi thế nào? Bạn có thêm 10 điểm. Leonardo da Vinci was born in which country? Đáp án là Italy. Khoảng thời gian các hành tinh hoàn thành một vòng chuyển động quanh trục của mình được gọi là gì? Là ngày. 50 là số điểm của bạn Phương Thảo sau phần thi khởi động. Chúc mừng bạn. Em cảm thấy khá là tiếc một số câu ạ. Nhất là câu đầu tiên. Em vì đã không đọc kỹ mà trả lời sai. Em nghĩ là mình cần phải bình tĩnh và đọc kỹ hơn. Người tiếp theo sẽ trải qua phần thi khởi động là bạn Nguyễn Phương Quỳnh đến từ trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, Hải Phòng. Xin chào bạn. Xin chào chị. Xin chào các quý vị khán giả đang xem truyền hình và các khán giả đang cổ vũ ở trong trường quay S14 ngày hôm nay. Em là Nguyễn Phương Quỳnh, là học sinh của lớp 11B1 trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, Hải Phòng. Có vẻ như bạn đã có kinh nghiệm xuất hiện nhiều lần ở những nơi đông người như thế này. Em hay làm MC và em ở trong câu lạc bộ phát thanh của trường ạ. À, là một người rất là tự tin và có khiếu ăn nói đúng không ạ? Và bạn cũng đã chia sẻ trong bản đăng ký gửi về cho chương trình. Biệt danh của bạn đây là tên của một loại chó chiến ạ. Biệt danh của em là Pitbull, đó là tên của loại chó chiến ạ. Và... ai là người đặt cho bạn biệt danh này ạ? Dạ, đó là một bạn nam ngồi cùng bàn với em ạ. Vâng, tại sao bạn ấy lại gọi bạn là Pitbull, bạn có biết không? Vì em đánh đá ạ. Cho đến bây giờ thì bạn có cảm thấy thích biệt danh đó không ạ? Dạ, cũng không hẳn là thích nhưng mà khi được gọi em thấy nó rất đáng yêu. À, thế người mà đặt cho bạn biệt danh đó thì có đáng yêu không ạ? Dạ, bạn ấy cũng không hẳn là đáng yêu nhưng mà không gặp thì lại nhớ thấy... ạ? Vâng. À. Kỷ niệm đáng nhớ mà bạn có nói tới trong bản đăng ký là một lần đi xe đạp ngã xuống cống ạ. Dạ, năm đó em học lớp 6 ạ. Trong một lần xã tổ chức chạy hè thiếu niên thì em đã đi xe đạp đi xem và khi đi trên đường thì gặp mấy bạn đang đi có chùm nhãn. Em xè tay ra xin các bạn đấy để ăn, thế là ngã xuống cống ạ. À, tức là cũng vì đồ ăn đúng không ạ? Và bạn Phương Quỳnh đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Dạ, trước khi bước vào phần thi này thì các bạn nữ lớp em có chuẩn bị một món quà, đó là cánh hoa phượng để kỷ niệm cho chương trình ạ. Em muốn gửi tặng món quà đó đến chương trình và các bạn cùng chơi ạ. Cảm ơn bạn nhé. Chúng ta đang sống trong không khí của những ngày hè và thực sự đây cũng là một trong những biểu tượng của mùa hè nữa. Cảm ơn bạn Phương Quỳnh rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi động cùng bạn Nguyễn Phương Quỳnh. Trong tác phẩm Quê hương của nhà thơ Tế Hanh, hình ảnh nào được so sánh với mảnh chính xác? Ngà thực chất là loại răng nào của voi? Răng cửa. Bạn có thêm 10 điểm. Sự ăn mòn kim loại do tác dụng của dung dịch chất điện ly và tạo ra dòng điện được gọi là gì? Điện phân. Đó là ăn mòn điện hóa. Which continent does Thailand lie in? Southeast Asia. Đáp án là Asia. Là các dòng nước chảy trên biển và đại dương tương đối giống với các dòng sông trên lục địa. Dòng biển. Đó là dòng biển. Tất cả các phản ứng hóa hợp và phân hủy đều là phản ứng oxy hóa khử, đúng hay sai? Đúng. Sai ạ. Hiện nay trên núi Bài Thơ Quảng Ninh vẫn còn lưu lại bài thơ của vị vua triều Lê nào? Lê Thánh Tông. Chính xác. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA hiện tại là người nước nào? Mỹ. Ông là người Thụy Sĩ. Việc kết hôn khi hai người nam và nữ chưa đủ tuổi kết hôn theo quy tảo hôn được gọi là tảo hôn. Ai là người tìm ra định luật về sức đẩy của nước? Archimedes. Chính xác. Hôm qua là sinh nhật của bé Bi, nếu hai ngày nữa là chủ nhật thì sinh nhật của bé Bi là thứ mấy? Thứ sáu. Là thứ năm. Bố bộ nhạc khí chính của một dàn nhạc giao hưởng gồm bộ gỗ, bộ đồng, bộ dây và bộ... đó là bộ gõ. Bạn Phương Quỳnh đã có được 60 điểm sau phần thi khởi động. Chúc mừng bạn. Em cảm thấy khá hài lòng. Một số câu thì nằm trong tầm hiểu biết của em nhưng do suy nghĩ chưa kỹ càng nên là em đã trả lời sai. Em tiếc nhất ở câu hỏi về toán học, em đã trả lời nhầm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Tăng Thành Long đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ. Em xin chào chị Diệp Chi, em xin chào anh Ngọc Huy và toàn bộ khán giả đang trong trường quay. Bạn có biệt danh là Bồ Công Duy, tại sao bạn lại có biệt danh này ạ? Dạ, thực ra là biệt danh này là do các bạn đặt cho em ạ. Là do em ngồi
kế một bạn tên Công Di nên bạn đó đặt cho em là bồ Công Di ạ. À, hóa ra là thế. Nhưng mà tại sao bạn lại chấp nhận cái biệt danh là bồ của bạn Công Duy này ạ? Dạ thực ra là nghe mấy bạn nói cũng nghe vui tai nên thôi em chấp nhận. Và bạn Thành Long có chia sẻ sản phẩm tự làm là lâu đài bằng cát khi tắm biển Vũng Tàu. Dạ. Chắc lâu đài này phải là phải xịn lắm thì bạn mới đề vào đây là sản phẩm tự làm đấy đúng không? Dạ thực ra là nói lâu đài cho nó mỹ miều vậy thôi chứ nó thực ra là cái núi cát thôi ạ. Gọi là cái đụm cát. Dạ. Vâng. Ngoài ra thì bạn có kỷ niệm đáng nhớ là hồi 4 tuổi bị té và bị chầy gần nửa khuôn mặt. Dạ đúng rồi ạ. Tôi nhìn xa thế này tôi cũng không thấy rõ bạn có để lại sẹo hay gì ở trên mặt không ạ? Dạ chắc là lâu quá, thời gian lâu quá nên nó đã mất rồi ạ. À, cũng may đúng không? Dạ. Bạn đợt đó thì bạn làm gì mà lại bị ngã té chầy xước thế này ạ? Dạ em giỡn với anh hàng xóm ạ. Vâng, sao bạn hay có nhiều kỷ niệm với anh hàng xóm là một này, bạn cùng lớp, cùng ban này. Nhưng mà sao lại toàn là các anh thế ạ? Bạn Thành Long còn nói là hơi bị lầy và lùn. Dạ. Và tôi nghĩ là cái việc lầy này, sao qua những cái câu trả lời của bạn thì tôi cũng đã thấy cái độ lầy của bạn rồi. Dạ, và vâng bây giờ thì bạn đang cảm thấy như thế nào trước khi đến với phần thi khởi động? Dạ em cảm thấy rất khá thoải mái ạ. Thoải mái nhá, thì chị Diệp Chi hỏi câu nào bạn trả lời câu đấy nhá, đừng lầy quá. Đừng vâng có ạ. Hỏi câu này trả lời câu khác nhá. Dạ, bây vâng giờ ạ. Thì chúng tôi chúc bạn thật may mắn và thành công với phần thi đầu tiên này. Dạ em cảm ơn anh. Sau đây sẽ là phần thi khởi động của bạn Tăng Thành Long. Việt Nam nằm ở phía của hai nước Lào và Campuchia. Đông. Chính xác. Ông già Bến Ngự là tên gọi khác của nhà hoạt động cách mạng nào, đó là Phan Bội Châu. Copa America là nam bóng đá khu vực nào? Chính xác. Trong các ngành động vật sau, ngành động vật nào có hệ tuần hoàn hở run tròn rất khác với sâu bọ? Tất cả. Logarit của một tích bằng tích bằng tổng ạ. Số 1 là số nguyên tố đúng hay sai? Chính xác. Sinh con thứ mấy thì được gọi là sinh con so? 2. Sinh con đầu lòng. Đi hành con rồng tre lời than vãn Thái của bà Trinh Chắc. Chính xác. Kim loại nào là kim loại duy nhất tác dụng với tơ? Bạn có thêm 10 điểm. MAMA là một giải thưởng âm nhạc lớn ở Hàn Quốc ạ. What do we call a king's daughter? Chính xác. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn thuận. Đó tỷ lệ thuận. Vâng, thời gian vẫn còn rất nhiều. Nhưng bạn đã trải qua đầy đủ 12 câu hỏi và giành về cho mình 70 điểm. Chúc mừng Thành Long. Em cũng khá hài lòng với phần thi của mình nhưng vẫn còn một số câu em cảm thấy hơi tiếc ạ. Ví dụ như câu con so em nghe rồi nhưng trong lúc thời gian suy nghĩ gấp quá nên em không trả lời được. Như vậy là phần thi khởi động đã qua đi và chúng ta đều đã biết đôi chút về những kiến thức và những khả năng của các bạn trong chương trình ngày hôm nay rồi. Và bây giờ trước khi các bạn đến với phần thi vượt chướng ngại vật, chúng ta hãy cùng xem họ đang sở hữu những số điểm như thế nào. Đang có 20 điểm là bạn Tiến Đạt, sở hữu số điểm 50 là bạn Phương Thảo. Đang có 60 điểm là bạn Phương Quỳnh và tạm thời dẫn đầu với 70 điểm là bạn Thành Long. Rất tiếc, đó chưa phải là một câu trả lời chính xác. Chúng ta còn chưa lật mở được một từ hàng ngang nào, gần như không có căn cứ nào cả. Tại sao bạn không kiên nhẫn hơn một chút ạ?